Hello mọi người nhé. Nay mình sẽ sang vườn này. Vườn đợt trước mà hái táo đấy. Mọi người đã xem video quay hái táo của nấm này. Thì cây táo này, cây táo năm nay nó lên này. Một mộng này. Không biết là táo ấy hay là phải mộng ghép không? Đấy thì mộng nó lên này. Đây đang ông bà đang trồng ngô. Thì nên về ông bà ở sang vườn được mấy quả vải. Vườn này mình trồng được mấy cây vải sớm. Thì sang có mấy quả để hái cho bạn nấm với bạn mộc nhĩ. Cây hồng đây được một cây lên khá là ok rồi các bạn. Đấy cũng chăm khá lâu mới lên được cây hồng. Toàn nhờ ông bà chăm thôi. Cây táo gốc táo này năm nay lên bự thế này rồi này. Đang để mấy chồi, đang ra hoa các bạn ạ. Táo đang ra hoa đấy. Đang lên chồi đâu ra hoa đấy rồi. Không bảo cây nào cũng có quả mà, thấy có quả đâu nhỉ. Chưa thấy quả vải nào các bạn. À đây rồi. Đây rồi. Đấy. Vải nhà nấm đây này các bạn. Vải nhà nấm đấy. Con mợ xít này. Đấy được chùm vải. Mình được một chùm vải. Được ba quả. Ăn được biết mùi. Bé quá các bạn. Đi sang tiếp sang bên này nhé. Ngô thì đang chữa. Đây cây táo này nữa này. À đây nó rụng này. Cây này được nhiều hơn các bạn. Chín lắm à. Cây này chín lắm à.